mình là khủng long mỏ heo. À, trời ơi. Ôi, tội nghiệp quá, em khủng long mỏ heo bị cục đá đè văng ra luôn rồi. Thôi, để Lucy lắp ghép lại từng mảnh cho bạn ấy nha. Rồi, cái đuôi, cái chân rồi xong. I like it. Yeah, cảm ơn Lucy. Mình là khủng long mỏ heo. Mình đang cầm cây viết màu để đi vẽ nè. Mấy bạn có thích vẽ giống mình không? Chị Lucy ơi. À, trời ơi, cái cục đá nó văng là trúng nữa rồi. Ôi mấy bạn ơi, đây là khủng long đầu màu. Mấy bạn thấy cái đầu của bạn này á, nó có cái màu không? Y chang như con gà vậy đó. Để Lucy lắp ghép lại nha. Ôi, khủng long đầu màu đã trở lại như cũ rồi nè. Way to go. Yeah. Tặng cho chị Lucy thiệt là nhiều bong bóng luôn nè. Yeah, 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 yeah. Rồi khủng long đầu màu, đi vô trong rừng đi. Còn mình hả? Mình là tê giác long. Mình được á, nguyên một cái bong bóng nó bao phủ lại luôn, để cho mình có thể bay lên nhúng xuống nè. Ý, đang có trò chơi kìa. Mình sẽ tưng lên tưng xuống để mình đi lượm trái cây đây. Yeah, yeah nè, yeah nè. Hay quá, hay quá. Hay. Wow, đã quá, đã quá. Trái cherry nè, trái táo, trái dâu, trái nho, trái dưa hấu nữa. À, xịn quá ta. Cố lên, cố lên. Hay quá, hay quá. Qua nè, lại nè. Ở đây nhiều trái cây quá à. Khủng long ăn cỏ ơi. Thôi tì giác long ăn đi. Khủng long chỉ thích ăn cỏ thôi. Và ăn lá cây cho nên cái cổ nó mới dài ra như vậy đó. Đây, Lucy là các bạn đi tiếp nha. Ôi trời ơi, cục đá đè bạn này rồi. Không biết đây là khủng long gì nữa. Thôi để Lucy ghép nó lại. Để mình coi thử nó là khủng long gì nha. Ui, cái này là cái gì vậy? Ủa, cái đuôi, cái vây. À, vậy là con khủng long này nó không còn đôi chân nữa, mà nó biến thành những cái vây để nó bơi giỏi dưới nước nè. Đây là con thủy long, là khủng long ở dưới nước đó. Nó ở dưới nước nên nó đâu cần dùng đôi chân để đi đâu, cho nên nó tiến hóa thành cái vây rồi kìa, để nó bơi cho thiệt là nhanh đó. À, hay quá, hay quá. Đây, khủng long đi về dưới nước đi nha. Ở trên cạn là đi không có nổi đâu đó. Úi, tại gì nữa vậy? Mình chưa kịp nhìn thấy rõ luôn á. Hey, mấy cái cục đá trên núi này cứ rơi xuống hoài à. Đâu để mình coi coi đây là khủng long gì nha. Rồi cái miệng nó giống như cái mỏ con vịt quá vậy. Wow, trên lưng của nó nè có rất là nhiều gai luôn. Trời, mấy bạn ơi, cái đuôi nó còn có những cái nhọn nhọn lên nữa kìa. Wow, đây là khủng long gai, hay còn gọi là khủng long sừng tắm. Wow, well, mấy bạn ơi, các bạn nhìn nè, cái đuôi của khủng long gai á là vũ khí để tấn công lại kẻ thù đó. Cái đó nó nhọn lắm và cứng nữa, không còn gì có thể chống lại nổi đâu. Ồ, hay vậy ta. Ồ, cái đuôi của nó kìa, mấy cái vật nhọn ghê chưa. Lucy ơi, chơi trò này với mình không? À, trò ghép hình đúng không? Không biết hình này hình gì ta. Đâu, một lá cờ nè. Rồi tới cái mặt của bạn thỏ. Rồi tới. Ồ, cái mình này giống mình khủng long quá ta. Khủng long đang cầm cờ, đang chạy về đích. À, giống như trọng tài vậy đó. À, mình biết rồi. Khủng long đang làm trọng tài cho một cuộc thi chạy giữa bạn rùa và bạn thỏ. Rùa ơi, cố lên. Rùa ơi, cố lên. Way to go. À, Lucy xếp hình giỏi quá. Tặng cho Lucy thiệt là nhiều bong bóng nè. Ủa, lại cái gì nữa vậy? Mình chưa kịp nhìn thấy luôn đó. Nhưng mà sao nhìn cái đầu của con khủng long này nhìn dữ quá ha mấy bạn ha. Wow. Ôi, Lucy nhìn thấy cái mặt của nó là Lucy biết ai rồi. Đây là khủng long T-Rex. À, khủng long T-Rex hả chị Lucy? Đúng rồi, con khủng long này hung dữ lắm đó. Ồ, nhìn hàm răng của nó kìa, nó tấn công mọi con vật khác mà nó mạnh cực kỳ luôn. Thấy ghê chưa, rất là hung dữ đó. Ủa, cái con khủng long gì mà màu tím đẹp quá vậy ta? Chị Lucy biết nè,
Chị Lucy chỉ cần ráp tới cái cổ nó là biết ai rồi đó. Đó là gì vậy chị Lucy? Đó là con khủng long ăn cỏ. Mà nó thật ra nó hay ăn lá cây lắm. Mấy cái cây cao thì cao á, cho nên nó phải với cái cổ nó lên cao thiệt là cao để nó mới ăn được lá cây. Cho nên tiến hóa từ từ cái cổ nó dài ra vậy đó. À em biết rồi, vậy nó giống con hươu cao cổ đúng không chị? Ờ đúng rồi đó. Cái cổ nó dài thiệt dài ra kìa. Ừ chị ơi, xếp giùm em cái bức tranh này đi. Em bị làm văng ra rồi, không biết con khủng long nào với con khủng long nào hết. À đây nè, đây là khủng long T-Rex nè. Rồi còn khủng long này là khủng long sừng tấm. Còn nữa nè chị. Còn đây là khủng long sừng tấm con. Wow, vậy là con T-Rex đang giết khủng long sừng tấm này nè. Còn con linh cẩu á, là con chó rừng á, nó đang nói chuyện với lại khủng long sừng tấm mẹ. Wow, trời ơi, tội nghiệp bạn khủng long con quá à. Bị con T-Rex dí rồi kìa. Trời ơi, đã vậy còn bị cục đá đè vô văng ra tùm lum hết. Được rồi, để Lucy lắp ghép lại cho nha. Rồi, lắp ghép lại. Ok. Rồi, xong. Wow. Very good. Em khủng long sừng tấm con đã trở lại bình thường rồi nè. Chạy, chạy nhanh đi, con khủng long T-Rex đang dí em kìa. Dạ. Ơi, ai nữa đây? Một con khủng long màu tím nhưng đã bị cục đá nó đè văng ra rồi. Wow, nhiều mảnh quá à. Để Lucy tìm lại thứ nha. Để coi lắp ghép chỗ nào cho đúng đây. Rồi, được nè. Rồi, đúng rồi. Wow, khủng long sừng tấm này đẹp quá à. Có cái gai màu xanh mà cái người là màu tím nữa chứ. Đẹp quá. Các bạn đã từng gặp con khủng long chưa? Chắc chắn là chưa rồi đúng không? Bởi vì con khủng long này đã bị tuyệt chủng rồi. Nó không còn xuất hiện ở đâu. Chị Lucy ơi, cứu em. Trời đất ơi, cái trứng khủng long mới vừa nở ra khủng long con nè. Mà sao người dính đầy rác quá vậy? Dạ hồi nãy á, em nở ra mà em lăn vô cái đống lá khô, nên bây giờ em bị dính nhớ rồi. Rồi được rồi, để Lucy thổi cho mấy cái lá khô nó bay ra hết đã. Xong rồi hả chị? Chưa, người em còn dơ hay à. Trời ơi, chưa nở ra khỏi cái vỏ trứng nữa đó mà đã dơ như vậy rồi. Ừ, em không muốn bị dơ đâu, em muốn được sạch sẽ. Được rồi, muốn được sạch sẽ thì mình phải tắm rửa chứ. Mình thoa xà bông xong nè. Và bây giờ mình sẽ mở vòi sen ra. Nước chảy nó sẽ làm trôi hết bọt xà phòng. Thì người em sẽ sạch lại liền nha. Dạ. Wow, mát quá à. Sạch chưa chị Lucy? Rồi, sạch rồi đó. Bây giờ chỉ còn lau lại cho khô nữa là được. Nhớ đừng để bị ướt nha, ướt là em sẽ bị bệnh đó. Dạ. À, trời ơi, người em đã sạch sẽ rồi. Thích quá, thiệt là mát mẻ. À, đúng rồi, để chị tặng cho em nè. Thì có một món quà đây, đó là những tấm sticker. Em thích cái nào loại nào? Có con mèo siêu nhân nè, có ngựa Bonnie nữa đó. Em thích ngựa Bonnie. Trời ơi, khủng long mà thích ngựa Bonnie hả? Được rồi, để chị lấy nước chị chấm vô cho cái sticker này nó dán dính chặt luôn nha. Dạ. Wow, đẹp quá. Em không ở trong vỏ nữa, em lớn lên luôn đây. Chuyện gì lại mới xảy ra nữa vậy? Ôi, không biết đây là khủng long gì mà nó bị đá văng ra rồi. Để Lucy lắp ghép lại nha. Sau video này á, mấy bạn sẽ biết tên gọi của rất là nhiều loại khủng long luôn. À, con này Lucy biết rồi, đây là khủng long Raptor. Wow, trời ơi, con khủng long này cái mặt nó dữ quá ha. Trời ơi, coi nó kìa. Ai, Lucy giỏi quá, lắp ghép đúng rồi. Tặng cho Lucy thiệt là nhiều bong bóng luôn nè. Trời nữa, mấy bạn có kịp nhìn thấy con khủng long gì không vậy? Lucy còn không kịp nữa đó. Tao bây giờ chị Lucy sẽ gắn lại cho mấy em coi nha. Mình đã thấy cái mặt của nó rồi. Biết rồi. Nó có sừng, mà không phải một sừng đâu, mà đến ba sừng lận. Đây gọi là tê giác long. Clever work. À em biết rồi,
Nó có cái sừng giống con tê giác đúng không chị? Đúng rồi đó, nó có cái mặt y chang con tê giác luôn nè. Đây được gọi là tê giác lông. Có đến 3 cái sừng lợn. Yeah, dễ thương quá, dễ thương quá. Mẹ ơi, cái ti, cái ti. Ôi, thôi tiêu rồi mấy bạn ơi. Khủng long con bị rớt cái ti ra rồi, sẽ thức dậy đó. Mình phải chạy nhanh về, mình lấy cái ti mình đút vô miệng cho khủng long con, để cho khủng long con không phải thức dậy. Ây da, trời ơi, mình vội quá nên mình đạp trúng cái máy bay rồi. Cái máy bay nó phát ra tiếng kêu, làm cho em bé càng tỉnh hơn á. Ây da, phải né luôn cái con vịt đó, cái con vịt nó kêu dữ lắm. Mình đè trúng nó là nó kêu cạp 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 à. Thôi khủng long con ơi, đợi đợi. Rồi lại để ai để máy bay nữa vậy? Nó phát ra tiếng động rồi, làm em bé dậy nữa rồi. Ai gần tới rồi, gần tới rồi. Khủng long con ở gần đây nè. Khủng long mẹ đi kiếm đồ ăn về cho khủng long con á, cho nên mới để khủng long con ngủ ở nhà. Ai gần tới rồi, gần tới rồi. À trời ơi, rồi xong. Đạp trúng con vịt nó kêu rồi. À mẹ ơi, mẹ ơi. Rồi nhiệm vụ thất bại. Mình đã không giúp cho khủng long con ngủ tiếp được nữa, nên Lucy đã bị thua rồi. Thôi để bây giờ mình lắp ghép lại con khủng long này đi. Mà mấy bạn ơi, con khủng long này là khủng long gì mà nó điệu quá vậy? Nó đeo toàn là bông hoa không à, còn cầm một bó bông nữa chứ. À em biết rồi, đây là khủng long sừng tắm. Dễ thương, dễ thương quá à. High five. Nguyên trên lưng nó toàn là cái sừng gai không nè. Hello, hello các bạn. Các bạn có thích khủng long không nè? Chụp hình chung với mình nha. Ok, ok. Hello, hello các bạn. Ôi, lại chưa kịp nhìn khủng long gì đã bị bể rồi. Tao để mình coi coi này là khủng long gì nha. Trời ơi, sao cái mặt khủng long này nhìn lạ quá vậy ta? À, nó có một cái cánh bồm ở phía trên, gọi là khủng long cánh bồm. Wow, nhìn bạn khủng long này y chang như con thuyền bồm ha. Nó có cánh bồm kìa. Bơi ra nước đi, bơi ra nước đi khủng long ơi. Ôi, video đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn nha. Thank you.